Chiều 9 tháng 2, tức 30 Tết, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức các đoàn công tác đến thăm chúc Tết các cơ quan đơn vị làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đoàn công tác do đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, Ban chỉ huy quân sự và Công an thành phố Long Xuyên. Cùng đi với đoàn có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đỗ Tấn Kiết, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Tiết Hùng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Nguyên Nam, lãnh đạo các sở ban ngành, cơ quan, đơn vị. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo kết quả đạt được trong năm 2023, công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an ninh trật tự của cán bộ chiến sĩ trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của cán bộ chiến sĩ các lực lượng đã góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng của tỉnh trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, hiện nay khi người người, nhà nhà đang chuẩn bị đón Tết thì cán bộ chiến sĩ các lực lượng phải làm nhiệm vụ để bảo vệ sự bình yên cho nhân dân vui xuân đón Tết. Nhân dịp năm mới Giáp Thìn 2024, Bí thư Tỉnh ủy An Giang chúc cán bộ chiến sĩ các đơn vị luôn mạnh khỏe, gia đình an khang thịnh vượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội. Đến thăm chúc Tết cán bộ, y bác sĩ, người lao động của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang cho biết, trải qua năm 2023 với nhiều khó khăn, nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực của toàn đảng, toàn dân và toàn quân, kinh tế xã hội của tỉnh nhà tiếp tục phát triển, tỉnh thực hiện đạt và vượt 14 trên 15 chỉ tiêu, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,34%, đứng thứ 21 cả nước và thứ tư đồng bằng sông Cửu Long, cao nhất trong 11 năm trở lại đây. An ninh quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm chăm lo, thực hiện tốt, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Trong thành tựu chung đó của tỉnh, có sự đóng góp của tập thể cán bộ, y bác sĩ, người lao động Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang nói riêng và toàn ngành y tế An Giang nói chung để góp phần chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân. Năm 2024 này, chúng ta cũng còn phải đối mặt không ít khó khăn, thách thức. Thách thức nói chung của tỉnh và thách thức nói riêng. Nhưng tôi tin rằng, với cái ý đức mà tôi nói, với cái năng lực mà các đồng chí có, thì tôi tin rằng là các đồng chí sẽ vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được trong thời gian qua, tiếp tục phấn đấu để làm sao tiếp nối kế thừa để phục vụ tốt cho người dân, xứng đáng với cái câu lương y như từ mẫu. Nhân cái dịp Tết đến xuân về, tôi xin thay mặt cho lãnh đạo tỉnh, thay mặt cho đoàn công tác gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể đội ngũ y bác sĩ một năm mới thật mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng. Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang mong muốn thời gian tới, tập thể cán bộ, y bác sĩ, người lao động bệnh viện và toàn ngành y tế An Giang tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo vệ chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy An Giang và đoàn công tác đã đến thăm hỏi sức khỏe, tặng quà Tết cho các bệnh nhân đang điều trị bệnh tại bệnh viện. Đến thăm và chúc Tết các công nhân vệ sinh đang làm việc trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Đông Xuyên, Bí thư Tỉnh ủy An Giang và đoàn công tác chia sẻ khó khăn, vất vả và khen ngợi tinh thần trách nhiệm của các công nhân giữ cho đường phố luôn xanh, sạch, đẹp, phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết. Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang và đoàn công tác đã trao quà và chúc các công nhân sau ca làm việc cuối cùng trong năm sẽ cùng gia đình đón năm mới sum vầy, vui tươi, mạnh khỏe, hạnh phúc. Cũng trong chiều nay, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Nưng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dâng hương, dâng quà, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại phòng truyền thống của tỉnh ủy. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm xây dựng quê hương An Giang ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp. Đoàn công tác do đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang làm trưởng đoàn, cùng đến thăm chúc Tết Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh An Giang, công nhân vệ sinh môi trường và đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Tim mạch An Giang.
Tại phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh An Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Nừng ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực, thành tích của đơn vị đạt được trong năm 2023. Thay mặt đoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang tặng quà và chúc toàn thể cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh An Giang năm mới nhiều sức khỏe và vạn sự như ý. Đồng chí mong muốn trong năm 2024, tập thể đơn vị nỗ lực quyết tâm cao, thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho người dân vui xuân đón Tết. Đến thăm chúc Tết công nhân vệ sinh đang làm nhiệm vụ tại đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang cùng đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi, động viên tinh thần, chia sẻ với công việc đặc thù của công nhân vệ sinh môi trường. Mặc dù năm hết Tết đến, người người nhà nhà được đoàn tụ chung vui bên mâm cỗ tất niên đón thời khắc giao thừa, nhưng các công nhân vệ sinh môi trường đã tạm gác niềm vui, không quản ngại khó nhọc, vẫn miệt mài với công việc thu dọn rác thải trên các tuyến phố để đảm bảo môi trường sạch đẹp cho người dân đón Tết vui xuân an toàn hạnh phúc. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã gửi qua lì xì chúc Tết và chúc năm mới sức khỏe, an khang thịnh vượng đến tất cả các công nhân vệ sinh môi trường. Cũng trong chiều nay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Nừng cùng đoàn công tác đến thăm chúc Tết cán bộ, y bác sĩ bệnh viện Tim mạch An Giang. Tại đây, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng thời hoan nghênh bệnh viện đã bố trí lực lượng trực Tết chu đáo, chủ động tổ chức cho cán bộ, nhân viên, y bác sĩ các ca trực đón Tết vui xuân an toàn, ấm cúng. Bước sang năm mới Giáp Thìn 2024, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc an khang, thịnh vượng, sức khỏe, hạnh phúc đến toàn thể đội ngũ y bác sĩ, đồng thời mong muốn mỗi cán bộ, nhân viên, y bác sĩ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, trau dồi y đức, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe, cứu chữa bệnh nhân kịp thời, xứng đáng là nơi khám chữa bệnh tin cậy của người dân. Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà Tết cho các bệnh nhân đang điều trị tại các khoa của bệnh viện Tim mạch An Giang. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân, tặng quà và lì xì năm mới, động viên các bệnh nhân cố gắng điều trị, nhanh chóng hồi phục sức khỏe để sớm trở về vui Tết cùng với người thân và gia đình. Đại diện các đơn vị đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đã tới thăm, động viên và chúc Tết vào ngày 30 Tết. Đồng thời, hứa sẽ cùng nhau thi đua thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ được giao vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Đoàn công tác do ông Lê Văn Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn cũng đến thăm và chúc Tết các đơn vị làm nhiệm vụ đêm giao thừa trên địa bàn thành phố Long Xuyên. Đến thăm chúc Tết phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước thăm hỏi sức khỏe, nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong năm 2023, công tác sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của lực lượng công an trong đêm giao thừa. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang biểu dương những kết quả trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của đơn vị. Qua đó, đề nghị ngành tăng cường kiểm soát chặt chẽ giao thông, thực hiện phân luồng tại các điểm nghẽn giao thông, tránh tình trạng ùn ứ, tập trung đông đúc gây kẹt xe. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Phước gửi lời chúc Tết đến toàn thể cán bộ chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ hưởng một mùa xuân vui tươi, hạnh phúc và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đến thăm chúc Tết đội ngũ cán bộ, y bác sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trực đêm giao thừa tại bệnh viện Sản Nhi An Giang. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã nghe báo cáo tình hình hoạt động của bệnh viện, công tác phân công nhiệm vụ các ca trực trong đêm giao thừa. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước đánh giá cao những kết quả công tác chăm sóc sức khỏe các chuyên khoa của bệnh viện. Qua đó, biểu dương những nỗ lực nâng cao chất lượng điều trị, hướng đến sự hài lòng của người dân, góp phần cùng tỉnh thực hiện tốt chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2023. Đánh giá cao công tác ứng trực cấp cứu các trường hợp tai nạn, ca bệnh trong đêm giao thừa chu đáo của đơn vị. Qua đó, mong muốn trong năm mới 2024, đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đáp ứng các kỹ thuật cao trong điều trị, hạn chế các trường hợp chuyển viện lên tuyến trên. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang khẳng định, lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm tạo điều kiện để bệnh viện thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, xứng đáng là bệnh viện chuyên khoa hạng 2 của tỉnh. Trong thời khắc chuyển giao năm mới, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước chúc Tết đến cán bộ, y bác sĩ, bệnh viện năm mới vui tươi, hạnh phúc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời trao tặng phần quà ý nghĩa đến đơn vị. Qua đó, động viên lực lượng y bác sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cùng đoàn công tác đến thăm hỏi và trao tặng quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại khoa ICU.
gửi lời chúc sức khỏe đến các gia đình có con đang nằm viện trong những ngày đón Tết cổ truyền của dân tộc. Qua đó, động viên các gia đình cố gắng chăm sóc tốt sức khỏe các cháu để sớm bình phục về lại với gia đình. Đến thăm chúc Tết lực lượng công nhân lao động đang làm nhiệm vụ dọn dẹp vệ sinh đường phố trong đêm 30 Tết ở phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước gửi lì xì năm mới đến các công nhân đang làm nhiệm vụ, động viên lực lượng phát huy nêu cao tinh thần trách nhiệm, mang lại vẻ sạch đẹp cho đường phố, đón Tết cổ truyền an toàn, vui tươi và phồn thịnh. Tối qua, tại công trường Trưng Nữ Dương, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang tổ chức chương trình nghệ thuật chào đón xuân mới Giáp Thìn 2024. Đến dự có ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, bà Đặng Thị Hoa Trây, Bí thư Thành ủy Long Xuyên, Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh, ông Nguyễn Khánh Hiệp, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành và đông đảo nhân dân trong tỉnh. Với chủ đề Xuân An Giang 2024, chương trình có nhiều tiết mục đặc sắc gây được ấn tượng cho người xem như biểu diễn lân sư rồng, nhiều bài hát, điệu múa, ca ngợi quê hương, mùa xuân đất nước và mùa xuân quê hương An Giang được các ca sĩ, nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh biểu diễn. Đây là một hoạt động văn hóa, văn nghệ nhằm tạo khí thế vui tươi sôi nổi không thể thiếu trong thời khắc chào đón năm mới nhiều năm qua của tỉnh An Giang. Chương trình còn được truyền hình trực tiếp trên đài phát thanh và truyền hình An Giang, góp phần lan tỏa không khí vui tươi, lành mạnh, phấn khởi cho người dân trong khoảnh khắc đón giao thừa bước sang năm mới. Qua trong không khí mừng đảng mừng xuân của cả nước, kết thúc đêm văn nghệ, chương trình bắn pháo hoa đón giao thừa Xuân Giáp Thìn 2024 được tiếp diễn. Khoảnh khắc được mọi người mong đợi nhất đã đến. Người dân thích thú chiêm ngưỡng những màn pháo hoa ấn tượng, đẹp mắt trong không khí rộn rã vui tươi như một biểu tượng của năm mới với khởi đầu thành công rực rỡ. Thưa quý vị và các bạn, dù ở bất kỳ nơi đâu, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, những người dân đất Việt thường suy ngẫm về năm cũ và lên kế hoạch công việc trong năm tới. Một năm bắt đầu từ mùa xuân, cuộc đời bắt đầu từ tuổi trẻ. Tết đến xuân về, những ước mơ hoài bão mang theo sức sống mãnh liệt đang tràn ngập trong tâm hồn của người trẻ. Qua chung không khí chào đón năm mới của tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ An Giang với những kỳ vọng mới năm Giáp Thìn 2024. Với chủ đề Năm Thanh niên tình nguyện năm 2024, khởi đầu với những công trình phần việc đầy ý nghĩa của tuổi trẻ An Giang, với chương trình Xuân Tình Nguyện đã thể hiện được tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ An Giang qua các hoạt động an sinh xã hội vì sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, góp phần đem yêu thương đến với những mảnh đời kém may mắn, mang hơi ấm mùa xuân đến với cộng đồng. Năm 2024 này là năm diễn ra khá nhiều các hoạt động quan trọng của tổ chức đoàn và tổ chức hội. Năm 2024 là năm thứ hai thực hiện nghị quyết đại hội đoàn và năm diễn ra Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ mới. Và năm 2024 này thì Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thống nhất chọn là chủ đề công tác năm là Năm Thanh niên tình nguyện. Chính vì vậy thì tôi cũng kỳ vọng rằng đối với các cấp bộ đoàn trên địa bàn của toàn tỉnh sẽ phát huy tính năng động, tinh thần trách nhiệm cao, sẽ triển khai thực hiện nhiều giải pháp để cụ thể thông qua các chương trình, các cái phong trào, các cái hoạt động thiết thực hơn với thanh niên, đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng của thanh niên trong thời gian tới. Qua đó thì sẽ khơi dậy và phát huy tinh thần xung kích sáng tạo của thanh niên tham gia các hoạt động của tổ chức đoàn, tổ chức hội khởi xướng và phát động. Mùa xuân mới, mùa khởi đầu cho một hành trình mới. Tuổi trẻ Việt Nam nói chung và tuổi trẻ An Giang nói riêng với tinh thần không ngại khó, năng động sáng tạo, khát khao cống hiến, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tết đã đến, xuân đã về, những ước mơ hoài bão mang theo sức sống mãnh liệt đang tràn ngập trong tâm hồn của người trẻ. Trong hành trang đồng hành cùng năm Giáp Thìn 2024 của tuổi trẻ An Giang là những kỳ vọng khởi đầu cho năm Giáp Thìn đang đến gần. Năm 2024 với chủ đề là Năm Thanh niên tình nguyện thì tôi hy vọng tuổi trẻ An Giang sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương để chúng tôi có thể phát huy sức trẻ góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp hơn. Tôi kỳ vọng là mình sẽ có sức khỏe, tiếp tục thể hiện tốt tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ và thực hiện càng nhiều phần việc thanh niên cho bà con thì càng nhiều càng tốt. Bản thân của em là kỳ vọng là hy vọng rằng về kinh tế của địa phương và đất nước sẽ phát triển và em sẽ cố gắng cống hiến hết sức trẻ để hoàn thành cái nhiệm vụ của tuổi trẻ. Năm 2024 thì mình cũng rất là kỳ vọng, mình đang được tận hưởng rất là nhiều chính sách
quan tâm về công tác khởi nghiệp, hy vọng sẽ kích thích, khích lệ được nhiều bạn thanh niên trẻ hơn nữa khởi nghiệp, lập nghiệp trên chính quê hương mình. Các bạn có thể sống tốt để có thể đóng góp vào công cuộc xây dựng quê hương đất nước của mình ngày càng giàu đẹp hơn. Tôi cũng kỳ vọng rằng các cấp bộ đoàn, các bạn đoàn viên thanh niên sẽ tích cực, chủ động, nhiệt huyết hơn nữa trong công tác, với nhiều công trình phần việc thanh niên được các cấp bộ đoàn triển khai thực hiện và thu hút được sự tham gia hưởng ứng của các bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn. Với nhiều công trình phần việc thanh niên như thế thì cũng mong rằng là các phần việc sẽ thiết thực và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển quê hương An Giang của chúng ta ngày càng giàu mạnh và văn minh. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội, dù ở bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, khát vọng cống hiến cho đất nước, quê hương luôn được thanh niên lựa chọn như một lẽ sống tốt đẹp. Phát huy truyền thống tốt đẹp của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với niềm tin và tâm huyết của thế hệ trẻ, sự ủng hộ tích cực của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Tuổi trẻ An Giang tin tưởng công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi toàn tỉnh sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả thiết thực. Các phong trào, chương trình hành động ý nghĩa sẽ được thực hiện và lan tỏa sâu rộng, góp phần thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế xã hội, bám sát nhiệm vụ chính trị, góp sức trẻ tham gia xây dựng đảng, chính quyền An Giang trong sạch, vững mạnh.